Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh bán hàng của đại lý Honda Long Biên. Lời đầu tiên chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe ạ. Và em là Hùng đến từ phòng kinh doanh. Trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật về giá xe, chương trình khuyến mại và tổng chi phí lăn bánh của dòng xe Honda CR-V trong tháng 1 để anh chị và các bạn có sự lựa chọn về tài chính một cách hợp lý nhất khi mua xe ạ. Ngoài ra anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký ngay để cập nhật những khuyến mại mới nhất đến từ đại lý Honda Long Biên ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu về chiếc Honda CR-V phiên bản L. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V đấy ạ. Với giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu. Hiện tại đại lý bên em áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt như sau. Đó là tặng cho anh chị và các bạn gói tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe là 75 triệu ạ. Ngoài ra còn tặng thêm cho anh chị và các bạn gói phụ kiện trị giá 80 triệu. Và giá lăn bánh của chiếc Honda CR-V phiên bản L này tại Hà Nội đang là 1 tỷ 132 triệu. Trả góp hiện tại đang là 298 triệu ạ. Còn ở tỉnh, giá lăn bánh đang là 1 tỷ 103 triệu. Trả góp hiện tại đang là 268 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả của video em có để một đường link nhận báo giá. Anh chị và các bạn muốn nhận báo giá xe, tổng chi phí lăn bánh, chương trình khuyến mại, trả góp, lãi suất ngân hàng như thế nào, hãy để lại thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm thì em sẽ gửi lại một cách chi tiết và cụ thể nhất ạ. Vâng, và tiếp theo xin gửi tới anh chị và các bạn chiếc xe Honda CR-V phiên bản G ạ. Với giá niêm yết là 1 tỷ 048 triệu. Hiện tại đại lý bên em áp dụng chương trình khuyến mại cho bản G gồm có tặng tiền mặt 75 triệu. Ngoài ra còn tặng cho anh chị và các bạn gói phụ kiện trị giá 80 triệu ạ. Còn anh chị và các bạn muốn có giá tốt hơn, hãy liên hệ trực tiếp với em Hùng theo số điện thoại ở phía góc dưới màn hình ạ. Chắc chắn giá lúc đó sẽ là tốt nhất thị trường luôn ạ. Và chiếc xe Honda CR-V phiên bản G này ạ, lăn bánh tại Hà Nội đang là 1 tỷ 058 triệu. Trả góp hiện tại đang là 279 triệu ạ. Còn ở tỉnh, giá lăn bánh hiện tại đang là 1 tỷ 030 triệu. Trả góp hiện tại đang là 251 triệu ạ. Anh chị và các bạn muốn biết cụ thể chương trình khuyến mại, chi tiết lăn bánh, hãy gọi hoặc nhắn tin Zalo cho em theo số điện thoại ở phía góc dưới màn hình, em sẽ gửi lại một cách chi tiết và đầy đủ nhất ạ. Và tiếp theo em xin gửi tới anh chị và các bạn chiếc xe Honda CR-V phiên bản E ạ. Với giá niêm yết là 998 triệu. Hiện tại đại lý bên em áp dụng chương trình cho bản E gồm có tặng 70 triệu tiền mặt. Và ngoài ra còn tặng thêm cho anh chị và các bạn gói phụ kiện trị giá 80 triệu ạ. Vậy thì chiếc CR-V phiên bản E này lăn bánh tại Hà Nội đang là 1 tỷ 010 triệu ạ. Trả góp hiện tại đang là 267 triệu. Còn ở tỉnh lăn bánh hiện tại đang là 982 triệu. Trả góp hiện tại đang là 240 triệu ạ. Vậy là trong video này em đã giới thiệu tới anh chị và các bạn về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Honda CR-V cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết và cụ thể rồi đấy ạ. Anh chị và các bạn thấy video hay, hãy like và đăng ký kênh để cập nhật những khuyến mại mới nhất đến từ đại lý Honda Long Biên ạ. Em xin phép dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video ạ.